Cảm ơn bạn Thu Hường đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Trước hết là chúng ta cần biết là suy giáp là một cái tình trạng tuyến giáp không sản xuất được đầy đủ hormone để tham gia hoạt động chuyển hóa của cơ thể. Và đây là một hội chứng, nó có thể có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như các bệnh tự miễn sau một cái cắt phẫu thuật cắt tuyến giáp, sau khi điều trị tia xạ vùng cổ, hoặc là các tổn thương về tuyến yên, vân vân. Phần lớn khi chiều suy giáp xảy ra ở người trẻ tuổi thì thường do là viêm giáp tự miễn. Và cái việc điều trị thì là phải dùng cái liệu pháp hormone thay thế lâu dài. Với cái trường hợp của bạn ấy, thì bạn có đặt câu hỏi là suy giáp có tiến triển thành ung thư không, thì có thể khẳng định là suy giáp thì không thể tiến triển thành bệnh ung thư, nhưng tuy nhiên là có một cái nhóm bệnh gọi là viêm giáp Hashimoto, là viêm giáp tự miễn, trong đó cũng có tình trạng suy giáp, và người ta nhận thấy là cái tỷ lệ ung thư tuyến giáp ở trong cái nhóm này cao hơn so với bình thường. Do vậy đối với bạn thì cũng nên siêu âm kiểm tra tuyến giáp định kỳ hàng năm để phát hiện sớm tổn thương. Quay trở lại cái xét nghiệm, kết quả xét nghiệm mà bạn hỏi, thì nhìn vào kết quả xét nghiệm thì thấy là bạn suy giáp nhẹ, thể tiềm ẩn, tức là hàm lượng FT4 vẫn là bình thường, còn TSH thì tăng nhẹ với cái nồng độ là 5.46 và giới hạn trên bình thường là khoảng 4.2. Bác sĩ đã kê một liều là nửa viên levothyroxine 50 microgram một ngày và đã dùng trong 2 tháng, và sau 2 tháng bạn làm xét nghiệm kết quả bình thường thì cho thấy là cái liều bạn đang dùng là hợp lý. Mà tuy nhiên là bạn nên tái khám lại sau 3 đến 6 tháng để xem là có cần điều chỉnh tiếp tục liều nữa không. Xin cảm ơn bạn.